cũng hát là xong ở đây. Có gì bằng em đó, việc tủ đặt thôi đó. Mày đi gì ra số gì ra, mày đi gì ra, mày đi gì ra, mày đi gì ra, mày đi gì ra số gì ra, mày đi gì ra. Dẫu khi tình ta không thấy khó thì cũng sao biết vui lại em. Anh đi lấy chồng, hừ hừ hừ. Đợi hàng mấy, đợi hàng năm, đợi hàng một.
hợp bằng kinh thông kinh dược cũng có giới chi tiết quý vị. Thế bây giờ để không mất thời gian của tất cả quý vị đã có mặt tại đây, chúng ta sẽ ra phương giúp phục vụ được lời tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị chờ số nha. Ai chưa có vé trên tay cũng như tất cả quý vị đã đi sau đến muộn đó, các nhà mình nhớ đồng hành mọi người một vé. Và trong tuần này chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với nhiều tiết mục đặc biệt cũng như là nhiều chủ đề. Và đặc biệt vào đêm chủ nhật chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với dấu ấn đặc biệt của người đẹp Dạ Thảo. Và nếu như các nhà mình biết được dấu ấn đó như thế nào, nhiều tiết mục đặc sắc mà chúng tôi dàn dựng ở bên trong sẽ được công bố tất cả quý vị vào đêm chủ nhật, các nhà mình nhớ nha, đón xem và nhớ cổ vũ cho đoàn. Không có biết. Alo, trời, thật muốn tắt tiếng mà bà nội ơi còn tắt cái mic tôi nữa. Và đêm ngày mai quý vị chúng em cũng có lên để phục vụ tất cả quý vị gần xa, đặc biệt quốc tế thiếu nhi 1/6 quý vị nha, với chủ đề ngày xưa ngày xưa. Dạ, trên sân khấu sẽ có rất là nhiều hoạt cảnh thưa quý vị. Và 1/6 em thiếu nhi sẽ được tặng quà miễn phí, quý vị nha, nên dẫn các con tới ngày 1/6 quý vị nha. Hãy nhớ giùm em lịch ngày 1/6 của đoàn quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ngay bây giờ, dạ, anh có lấy tiền tăng hết, chị sắp bắt đầu dò số quý vị nha. Hey! Yeah! Yeah! Ở dưới là hùng cường. Yêu cầu Lumi hát. Quý vị ơi, thông cảm giùm em nha. Nó hát là hát về đó quý vị. Mấy gì ra, cô gì đây. Mấy gì đây, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra.
Thì một người như thế có đáng hay không? Chuyện cười tình như thế sao ta lại buồn cười? Vì một người như thế sao như mắt cứ thường rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mau quên dù đồng bóng bay. Bóng 12, bóng 12. Mấy kỳ đây mấy kỳ ra con 12. Tự động nó chạy thôi đó. Kìa ơi, nó phái mà nhạc rồi. Mày con cái ai? Cái gì má? Con mũi cao dài. Hát lại cái bài nãy nè. Cái này. Bà con ơi, hai, ba. Này bà con ơi, ơi. Ra đây mà coi. Cá hồi lời nó hò lên hờ. Ánh mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Giống như bà ta mà còn số 8. Anh ơi, còn số 8. Còn số 8. Còn số 8 chứ ơi. Sao giờ ông anh đâu? Sao hả? Ai ô ô chỗ cơ y a in ta in kia. Ai thương tin là hai thương tiên. Sao người quyền? Quyền sao người? Bà ơi, ơi. Sao người đi chơi không? Đây bà. Lên lầu một hai đứa mình cùng chột nhóc hả? Chị thương quá chân dắt lại lên lầu hai. Lên lầu hai hai đứa mình cùng nhai. Cái gì má? Cũng có gì mà nhai cái đó. Trời Phật ơi là trời, nó hát khiến tụi tôi nói thiệt luôn đó trời. Mày làm ơn mày bịt cái khẩu trang mày lại nha. 34 chữ kêu qua trời cắt chúng con. Có 1 con không nha, đợi chút xíu. 40. Có 2. 17. Có 3. Số 2. Có đủ. Dòng loại 0548 hợp lệ chúc mừng con gái. Rồi 0739 hợp lệ luôn. Y chang. Vô nhận quà con ơi. Rồi hợp lệ dòng loại 3412 số 26 chục. Có đủ vô nhận quà em con. Rồi chúc mừng em nha. Rồi 34 40 52 số 10 có đủ hợp lệ chụp loại. Rồi bốn chủ nhân đột dạy sơ xỉa thôi đó, mỗi người con gấu nhỏ trước đi nè. Rồi nhận qua chị Mai Thiên Tai nha. Rồi đó mỏ y chang luôn. Rồi Thảo Nhi đó, ngay bây giờ rước theo thêm nhiều cũ. Lý tưởng nhớ ta say bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn.
cùng nhau kiểm tra. Rồi chúc mừng em nha. Rồi 52 chữ kia qua thú. Có 1, 41, có 2, 13, có 3, số 7, hợp lệ. 1726 hợp lệ. Rồi chúc mừng em. Rồi đem trai lên. Trời ơi. 52 có 1, 41 có 2, 13 có 3, số 7 hợp lệ. Thèm gì nữa, tràn lên nhận quà đi em ơi. Đó. Đầu mỗi em trai nhận giùm một con dương thanh vàng trước đi.